là đề cập đến cái việc cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh von Willebrand. Thế thì có thể là trong các anh chị của chúng ta nghe ở đây, chúng ta có thể là chưa biết bệnh von Willebrand là gì, hoặc là có nghe đến tên nhưng mà chả thấy gặp bệnh nhân bao giờ, bệnh này là bệnh gì ấy. Thế thì cái bệnh von Willebrand ấy, nó là một cái rối loạn chảy máu di truyền do thiếu hụt số lượng hoặc chất lượng của yếu tố von Willebrand. Đấy. Thế thì cái yếu tố von Willebrand này và nó là một cái yếu tố bị thiếu về chất lượng thành mạch gây ra những rối loạn cầm máu ban đầu, và cái tỷ lệ mắc là khoảng 1% dân số. Mắc 1% dân số, bây giờ người ta thấy là cái tỷ lệ mắc nó là 1 trên 1.000 người. Như vậy là nếu như với người Việt Nam là có chúng ta 100 triệu, thế thì là chủng tộc thì tôi chưa biết. Cái thứ hai nữa, nó biểu hiện nhẹ, mà chính vì vậy mà chúng ta cái việc chẩn đoán nó cũng tương đối khó, không phải là đơn giản. Chính vì vậy mà có thể là đa số các cái bệnh lý của bệnh nhân của chúng ta đã được không được chẩn đoán. Và hiện nay theo cái dữ liệu quản lý của chúng tôi trên toàn quốc thì chúng ta mới chỉ có chưa đến 200 bệnh nhân von Willebrand được chẩn đoán thôi. Và vì vậy mà để mà phát hiện thêm các cái bệnh nhân von Willebrand này thì rất cần sự chung tay của các bác sĩ huyết học trên toàn quốc đấy. Thì cái bệnh này thì được phát hiện lần đầu tiên năm 1926 tại Phần Lan. Người ta thấy là có một cô bé mà bị chảy máu kéo dài khi mà có kinh nguyệt, thì và cô ấy bị chết sau khi mà có cái chu kỳ kinh nguyệt, nghĩa là chảy máu liên tục không cầm được như vậy. Và trong cái gia đình, tôi nói tiếp một chút, là trong cái gia đình đấy thì người ta thấy rằng có nhiều các cái thành viên khác cũng bị có cái triệu chứng rối loạn chảy máu, nhưng mà cái triệu chứng thì nó lại khác nhau, nó không giống nhau giữa các thành viên. Và cái giai đoạn đầu người ta được gọi là bệnh giả hemophili, sau đấy thì là được có một cái tên được đặt cho ông von Willebrand, là tên của von Willebrand, là tên của cái người đã phát hiện ra cái bệnh lý này. Thế thì cái yếu tố von Willebrand là yếu tố gì? Yếu tố von Willebrand là một cái yếu tố đông máu có bản chất là một cái glycoprotein dạng multimer có trọng lượng phân tử là 10.000 kilodalton, và cái yếu tố này được tổng hợp ở tế bào nội mạc và mẫu tiểu cầu, được giữ chữ trong các hạt alpha của mẫu tiểu cầu và tiểu cầu ở trong các thể Weber palette của tế bào nội mạc. Và cái gen sản xuất yếu tố von Willebrand này thì nằm ở nhiễm sắc thể số 12, có 52 exon và sản xuất một cái protein yếu tố von Willebrand có là một cái protein có 2813 acid amin. Thế thì chức năng của yếu tố von Willebrand là như thế nào? Yếu tố von Willebrand có 3 chức năng. Thứ nhất, nó là một cái chất gắn tiểu cầu với thành mạch bị tổn thương thông qua GP1B và GP1B chính của tiểu cầu và collagen của các tế bào dưới nội mạch. Rồi nó sẽ có làm cho tiểu cầu dễ dàng ngưng tập bằng việc gắn kết với receptor GP2B3A. Thứ ba, nó là gắn vào bảo vệ yếu tố 8 khỏi sự giáng hóa protein bởi protein C hoạt hóa trong dòng tuần hoàn. Đây chúng tôi có mô tả vai trò của yếu tố von Willebrand như nào. Như vậy đây anh chị thấy đây là một yếu tố von Willebrand, là nó có giúp gắn các cái tiểu cầu với nhau đấy, qua cái GP2B3A của tiểu cầu. Thứ hai nữa, nó gắn tiểu cầu với lại yếu tố von Willebrand qua cái receptor GP2B9 với các cái tế bào với lớp lưới collagen của tế bào nội mạc. Và bên cạnh đấy, yếu tố von Willebrand nó còn có yếu tố gắn mang yếu tố 8 nữa, và bảo vệ yếu tố 8 khỏi sự giáng thoái giáng trong cái cơ thể. Ở đây có sự mô tả chuỗi mà nó trùng hợp lại với nhau tạo thành một cái chuỗi yếu tố von Willebrand trọng lượng phân tử lớn. Thì cái yếu tố von Willebrand này nó có hai cái điểm tiếp gắn với lại yếu tố 8, gắn với yếu tố 8 ở cái đầu tận N của yếu tố von Willebrand. Đây, hai cái yếu tố chỗ này là yếu tố 8 đấy ạ. Đây là yếu tố 8 ở cái tiểu cầu ở cái trạng thái nghỉ ngơi, còn đây là tiểu cầu trạng thái được hoạt hóa. Thế thì khi mà mạch máu bị tổn thương thì nó bộc lộ cái lớp collagen ra. Thế thì cái yếu tố von Willebrand nó sẽ gắn với cái lớp mà dưới nội mạc đấy, gắn với lớp nội mạc, sau đấy là nó sẽ thay đổi hình thái các cái thanh trùng hợp của yếu tố von Willebrand, nó sẽ bị mở ra, sau đấy nó gắn tiếp với tiểu cầu và nó làm cho tiểu cầu được hoạt hóa.
Đấy, được hoạt hóa là dính lại và nó dính lại với nhau, gắn lại với nhau và trở nên hoạt hóa. Sau khi một tử cầu hoạt hóa thì nó sẽ xuất hiện các cái thể hiện, nó sẽ làm bộc lộ các cái serine, phosphatidin và gắn với yếu tố 8, làm cho các yếu tố 8 và các cái cụ chuỗi này là nó được hoạt hóa và tạo thành cái mạng lưới bao trùm lên cái lỗ thủng của mạch máu ạ. Trong và làm cho sau đấy thì cái quá trình tạo thành cục máu đông, sau đấy thì quá trình tiêu sợi huyết và sửa chữa tổ chức sẽ được hoạt hóa tiếp. Thế thì cái gen mã hóa yếu tố Wolframin thì nằm ở trên nhiễm chất thừa số 12 và di truyền rất là đa dạng, nó có rất là nhiều các cái tổn thương gây ra tổn thương yếu tố Wolframin và nó di truyền khác nhau. Thế mới và vì vậy mà nó được gây ra, nó đưa ra rất là nhiều các cái dạng yếu tố bệnh Wolframin. Thế bệnh như bệnh với cái bệnh tiếp 1 thì là một cái bệnh lý do trội không hoàn toàn. Đấy, tổn thương gen trội không hoàn toàn. Tiếp 3 và tiếp 2N là lặn và nhiễm chất thể thường. Các cái tiếp 2 khác thì là trội nhiễm chất thể thường. Đấy. Bên cạnh đấy thì nó có một cái đặc điểm, đấy là cái nồng độ yếu tố Wolframin thì bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ví dụ như là adrenaline bị stress. Trong cái quá trình mà chúng ta bị stress hoặc là vận động thể lực nhiều, adrenaline tăng lên là nó có thể làm cho tăng yếu tố Wolframin. Rồi nồng độ estrogen và progesterone liên quan đến quá trình cái chu kỳ kinh nguyệt, rồi chừa đẻ, và rồi những trường hợp bệnh nhân bị cường giáp, rồi nhóm máu thì nó rất là thay đổi. Những bệnh nhân nhóm O thì có nồng độ yếu tố Wolframin thấp hơn so với những bệnh nhân nhóm O A, và nhóm O không phải là nhóm O. Và chính vì vậy mà khi mà cái nồng độ yếu tố này nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thì người ta để mà chẩn đoán Wolframin thì người ta sẽ phải làm xét nghiệm ít nhất là 2 lần. Như vậy chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ thấy đây là cái sơ đồ di truyền của cái bệnh Wolframin. Đây với bệnh nhân tiếp 1 và tiếp 2 thì là một cái bệnh lý mà di truyền trội nhiễm sắc thể thường. Nếu mà chỉ cần là có một cái gen là có thể là bị bệnh rồi. Đấy. Thế còn nếu như bệnh nhân tiếp 3 thì nó lại là một cái bệnh lý là trội lặn nhiễm sắc thể thường. Như vậy là bệnh nhân phải có hai gen thì mới có thể bị bệnh. Còn những cái người mà mang một gen thì chỉ là người mang gen thôi. Thế thì đặc điểm lâm sàng của bệnh Wolframin như thế nào? Bệnh Wolframin có một cái đặc điểm nổi bật, đấy là chảy máu niêm mạc là triệu chứng nổi bật, bởi vì là yếu tố là Wolframin nó ảnh hưởng đến cái quá trình cầm máu, nó liên quan đến tiểu cầu, cho nên rằng là nó chảy máu là triệu chứng, ở niêm mạc là triệu chứng nổi bật. Thì trong đấy thì có chảy máu mũi tái phát này, chảy máu chân răng, chảy máu khó cầm vết thương, dễ bầm tím dưới da, xuất huyết tiêu hóa, đai máu và đa kinh. Và cái triệu chứng đa kinh, rong kinh là rất là quan trọng, thậm chí là trong những trường hợp, có những trường hợp bệnh nhân thì chỉ có cái đa kinh là cái triệu chứng duy nhất ở người bệnh hemophili. Chính vì vậy mà các đặc biệt là các anh chị ở làm bên xã ấy, là phải hết sức lưu ý là có những trường hợp bệnh nhân xong rồi là các anh chị hỏi mà xem sẽ thấy có những cái người ta bảo là ở và rất là dễ bị nhầm lẫn, dễ bị bỏ sót là bởi vì các thành viên khác, mẹ rồi chị em gái trong gia đình cũng bị có cái đa kinh như vậy, cho nên là nhiều người ta cứ cho rằng là cái việc ra máu âm đạo nhiều là cái chuyện bình thường, chính vì vậy mà rất dễ bị bỏ sót. Rồi bệnh nhân có thể là chảy máu sau mổ, đặc biệt là chảy máu ở vùng miệng như thể cắt amidan hoặc nhổ răng. Còn đối với những trường hợp mà tiếp 3 thì có thể thể hiện một cái chảy máu sau đẻ, và những cái trường hợp hemophili thì ít gặp chảy máu cơ và khớp. Nhưng mà bệnh nhân đối với những trường hợp bệnh nhân tiếp 3 là những cái tiếp mà rất là nặng ấy, thể là không gần như không có yếu tố Wolframin thì nó có thể là bị chảy máu ở cơ và khớp giống hemophili. Và các cái triệu chứng ở bệnh nhân Wolframin thì nó biểu hiện thì từ nhẹ đến nặng. Và chính vì vậy mà người ta sẽ phải sử dụng cái bộ câu hỏi để mà sàng lọc cái bệnh lý này. Và trong đó thì tôi sẽ trình bày với anh chị cái bộ câu hỏi này như thế nào. Bởi vì là trong một cái gia đình thì có thể rằng là có những cái người có triệu chứng, nhưng có những cái người triệu chứng rất nặng, nhưng có những người triệu chứng lại nhẹ mà thậm chí có khi là không thể hiện chẳng hạn. Nhưng mà đến khi mà phẫu thuật thì có khi lại bị chảy máu bất thường. Chính vì vậy mà người ta phải trong các trường hợp như này, người ta phải sử dụng một cái bộ câu hỏi để làm cái căn cứ để xem là vậy thì bệnh nhân này có cần phải làm xét nghiệm hay không. Đấy. Để tránh cái thứ nhất, một là chúng ta bỏ sót, cái thứ hai nữa là tránh cái việc là chúng ta triển khai quá mức cho bệnh nhân thì nó tốn kém.
Đấy. Thế còn về như vậy tiền sử gia đình thì chúng ta sẽ xem xét là những cái thành viên mà trong gia đình có thể có thành viên cũng bị bất thường này, mức độ chảy máu trong các thành viên thì khác nhau. Thế nhưng mà với tiếp 2 mà viết tiếp 2 N và tiếp 3 thì bố mẹ có thể không có triệu chứng. Thế các anh chị thấy ở đây là như vậy, là một sơ đồ một cái gia đình mà bị bệnh này. Thế thì những cái người mà có một nửa đây thôi thì là một người mức độ nhẹ. Thế còn những người mà có cả hai, mang cả hai gen thì lại mức độ nặng. Thế còn là chỉ không có cái gen nào thì lại không có biểu hiện gì. Đây một cái anh, một chị bình thường, đấy một anh mà có cái mức độ nhẹ, thế mà đẻ ra con, hai con mức độ nhẹ, hai con này đấy. Rồi lấy chồng thì lại đẻ ra con này mức độ nhẹ, rồi đẻ ra con bình thường, và có những trường hợp lại đẻ ra con lấy chồng thì cuối cùng là lại có con bị mức độ nặng. Chính vì vậy mà các cái này, thành viên này nó không khác so với hemophily. Hemophily là các cái thành viên trong gia đình thường thì họ có cái biểu hiện nặng nhẹ nó gần như nhau. Tất nhiên là các cái thành viên nó có thể có những cái khác nhau, ví dụ như có người hoạt động nhiều, có người hoạt động ít, nhưng mà thông thường là cái nồng độ yếu tố đông máu thì nó thường tương tự nhau. Thì đấy là về lâm sàng, về tiền sử. Thứ hai là về xét nghiệm. Thì cái xét nghiệm này như vậy là yếu tố von Willebrand, là yếu tố von Willebrand là bệnh lý do thiếu hoặc bất thường cái số lượng hoặc chất lượng bệnh của yếu tố von Willebrand. Chính vì vậy mà các xét nghiệm là nhằm mục đích là đánh giá về số lượng, nồng độ, chức năng của yếu tố von Willebrand và yếu tố 8. Yếu tố 8 mà tham gia ở đây là tại vì là yếu tố von 8 gắn với yếu tố von Willebrand, cho nên trong trong trường hợp von Willebrand nó sẽ cũng làm giảm cả yếu tố 8 nữa. Rồi chúng ta trong lưu ý là trong cái von Willebrand thì không có một cái xét nghiệm nào có thể đánh giá một cách đơn độc bệnh von Willebrand. Vì vậy chúng ta phải kết hợp, phức hợp các cái xét nghiệm, và vì cái nồng độ yếu tố von Willebrand nó thay đổi như vậy cho nên là chúng ta cần phải lặp lại ít nhất 2 lần thì mới chúng ta mới có thể khẳng định là có bệnh hay không có bệnh. Thế thì ở đây chúng ta có một số những cái xét nghiệm về thăm dò hệ thống cầm máu và những tham gia xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. Thăm dò hệ thống cầm máu thì có thời gian máu chảy này, rồi thời gian PFA là cái thời gian đóng đạn, thì đây nó có thể là thời gian máu chảy PFA phải kéo dài, cục máu đông thì không co hoặc co không hoàn toàn. Khác với lại những cái trường hợp bất thường chức năng tiểu cầu như Langerman thì cục máu đông thì không co, nhưng mà von Willebrand thì có khi nó chỉ nó co không hoàn toàn thôi. Số lượng tiểu cầu thì có thể bình thường hoặc giảm nhẹ, fibrinogen đa số thì là bình thường. Rồi đánh giá chức năng tiểu cầu ấy thì có thời gian PFA kéo dài, rồi ngưng tập tiểu cầu với ritoxetin thì giảm, còn với các chất kích thích khác thì bình thường. Thế trong khi đấy thì thăm dò đông máu huyết tương thì như thế nào? Thăm dò đông máu huyết tương chúng ta sẽ thấy là APTT kéo dài, trong trường hợp von Willebrand mức độ nhẹ thì có thể bình thường. Chúng ta sẽ thấy là PT và TT thì bình thường, kháng đông nội sinh thì âm tính, yếu tố 8 thì giảm, và định lượng yếu tố 8 chúng ta còn thể làm định lượng yếu tố 8 và kháng nguyên và hoạt tính thì cũng sẽ giảm. Đấy, rồi các xét nghiệm khác chúng ta có thể làm, đấy là các phân tích multimer yếu tố 8 này, rồi khả năng gắn yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand, rồi khả năng gắn của yếu tố 8 và collagen, rồi chúng ta có một số những cái xét nghiệm khác nữa. Nói chung là sẽ rất là nhiều thứ để mà phân tích ra được các cái chẩn đoán này, để ra được các cái sắp tiếp. Thế còn cái việc chẩn đoán thì chúng ta sẽ căn cứ vào lâm sàng, rồi xét nghiệm và tiền sử gia đình. Như vậy lâm sàng cũng chảy máu niêm mạc, xét nghiệm thì bất thường số lượng và chất lượng yếu tố von Willebrand, và cái tiền sử gia đình có thể có chất lượng bất thường chảy máu. Thế thì các người trong cái hướng dẫn trước ấy, thì người ta phân loại bệnh von Willebrand thành 3 loại, dựa vào cái sự thiếu hụt số lượng hay là chất lượng của yếu tố von Willebrand. Thì chúng tôi liệt kê ở đây xem các cái phân loại cũ. Thì phân loại thứ nhất nó là cái thiếu một phần, cái tiếp một đấy là thiếu hụt một phần yếu tố von Willebrand, và cái tiếp một này thì thường nó biểu hiện nhẹ và hay hay là bị bỏ qua. Tiếp 2 nó là suy giảm chất lượng yếu tố von Willebrand. Tiếp 2 thì có 4 thể giới tiếp là 2A, 2B, 2M. 2A đấy là giảm cái chức năng kết dính tiểu cầu với yếu tố von Willebrand và không có các cái multimer trọng lượng phân tử cao. 2B thì là tăng ái lực của GP1B với tiểu cầu. Đấy. Nghĩa là yếu tố von Willebrand thì tăng gắn với lại tiểu cầu. Thế còn 2M đấy là giảm cái gắn của tiểu cầu với von Willebrand nhưng mà không thiếu hụt các multimer.
2N thì giảm yếu tố 8 với yếu tố vô vi răng, còn còn cái tip thứ ba đấy là thiếu hụt hoàn toàn yếu tố vô vi răng. Cái tip 3 này này thì là cái tip thể hiện rất là nặng và thường bị nhầm với lại hemophili. Thế còn tip mà tip 3 thì nặng nhất, tip 2 thì nặng hơn, thì nhẹ hơn một chút, chứ còn tip 1 thì thường là nhẹ. Đấy, thế thì đấy là những cái phân loại. Thế thì khi mà với cái phân loại đấy thì chúng ta còn một số những vấn đề tồn tại. Đấy là làm thế nào để phân biệt giữa sự có những bệnh nhân là có bất thường chảy máu, có những bệnh nhân bất thường chảy máu, thì như thế nào là bất thường, như thế nào là không bất thường. Như vậy là chúng ta cần phải phân biệt. Thứ hai là thiếu cái cách tiếp cận chẩn đoán thích hợp. Thứ ba là còn rất là thiếu rất là nhiều xét nghiệm, một số những cái xét nghiệm mà ở nhiều labo là không có, ngay cả thậm chí Viện Đại học Chảy máu Trung ương chúng tôi cũng chưa có. Đấy là những cái phần chẩn đoán. Thứ hai nữa là cái phần điều trị. Đấy là khi chúng ta điều trị thì hiện nay trước đây chúng ta mới chỉ dựa trên ý kiến của chuyên gia thôi, chứ chưa quan tâm đến ý kiến của người bệnh, và cũng như là chưa quan tâm đến các cái điều kiện của cái cơ sở điều trị đấy. Chính vì vậy mà cái Liên đoàn Hemophilia Thế giới phối hợp với Hội rối loạn Hội đông máu tắc mạch quốc tế, cộng với lại Hội Hemophilia, Quỹ Hemophilia của Mỹ, và tạp chí Hội Huyết học Truyền máu Mỹ, thì đã đưa ra năm 2021, đầu năm 2021 đã đưa ra hai cái hướng dẫn chẩn đoán, hai cái hướng dẫn về bệnh von Willebrand. Đấy là một hướng dẫn là về chẩn đoán, một hướng dẫn thứ hai là về quản lý. Như vậy là không phải là một cái vừa hướng dẫn quản lý và chẩn đoán và quản lý đâu ạ, mà là hai cái nó khác nhau. Thế thì bên cạnh đấy thì tôi cũng trước khi đi vào cái hướng dẫn mới thì chúng tôi đưa ra cho các anh chị mà nắm được là các danh pháp quốc tế là liên quan đến các cái yếu tố von Willebrand mà hiện nay người ta đang 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 sử dụng. Thế thì ngoài cái yếu tố von Willebrand có khả năng gắn các cái yếu tố mà tôi vừa mới đề cập ở phía bên trên đây, thì chúng tôi năm 2015 thì ISDS thì cũng đã đưa ra một cái bản danh pháp mới để viết tắt, để thể hiện được rằng là các anh chị nắm được, các anh sẽ thấy rằng là nó đánh giá cái gì. Ví dụ như là yếu tố von Willebrand cofactor đây, yếu tố von Willebrand cofactor, risdiplam cofactor, thì đây là những cái mà tất cả các cái xét nghiệm mà sử dụng có tiểu cầu và risdiplam trong mà mình tính cái hoạt tính của yếu tố von Willebrand đây. Thế còn đây có một cái yếu tố von Willebrand mà có GP1B và R đây. Đây là mô tả, đó là những tất cả các cái xét nghiệm mà dựa trên cái cơ sở mà gắn của cái risdiplam với cái yếu tố von Willebrand, với cái thành phần mà viết tắt là GP1B, chắc là recombinant tái tổ hợp đấy ạ. Nó ở trong cái nó đánh giá cái chức năng gắn với lại GP1B của cái yếu tố von Willebrand. Thế còn ở đây nữa thì nó cũng là von Willebrand factor, rồi GP1BM. Đây là nó gắn với lại cái một cái thành phần khác, nghĩa là ở đây nó có hai cái hoạt chất, hai hai cái chế phẩm khác nhau để mà đánh giá các cái chức năng của cái gắn tiểu cầu của yếu tố von Willebrand, nhưng mà nó sử dụng các cái phần khác nhau ở của cái GP1B đây. Thì anh chị nắm được đều là đánh giá cái chức năng gắn với lại yếu tố von Willebrand với lại tiểu cầu, hoạt hóa và tính của von Willebrand với lại phụ thuộc tiểu cầu. Còn có cái yếu tố von Willebrand antibody, đây là tất cả các cái xét nghiệm mà dựa trên cái cơ sở gắn với cái kháng thể đơn dòng với cái domain A1 của yếu tố von Willebrand. Nhưng các anh chị nắm được cái định nghĩa về các danh pháp này để mà hiểu được cái xét nghiệm này nó đánh giá cái gì. Đây thì đây là một cái đây là cái bài báo mà là đăng làm một cái tạp chí đăng tải về cái hướng dẫn về quản lý von Willebrand. Nó còn có cái nữa là hướng dẫn chẩn đoán von Willebrand riêng, hai cái nó khác nhau, đều đăng trên tạp chí AS vào khoảng tháng 11 năm 2021. Thế thì cái phân loại mới của von Willebrand thì năm 2021 nó có gì khác so với lại cái phân loại trước? Thế ở đây các anh chị thấy ở đây nó sẽ có một cái nữa là nó xuất hiện một cái tip 1C, nó vẫn có 3 tip 3, thì trong đấy là có tip 1C thêm bổ sung vào đây nữa.
Tiếp 1 thì vẫn là giảm cái yếu tố 8 giảm yếu tố Wollgemutrang với cái tỷ lệ yếu tố antigen yếu tố 8 yếu tố Wollgemutrang antigen và hoạt tính yếu tố 8 thì bình thường như vậy cái tỷ lệ giữa các cái giảm cách đồng đều giữa các cái yếu tố 8 và yếu tố Wollgemutrang. Đấy. Cái tỷ lệ thì mình nghĩ là giảm nhưng mà cái tỷ lệ giữa các cái thành phần hoạt tính này antigen và yếu tố 8 là bình thường. Cái thành phần multimer thì vẫn bình thường nhưng các yếu tố 8 nó giảm về mặt số lượng nhưng mà cái việc trùng hợp thì nó vẫn trùng hợp được. Thế còn cái tiếp 1C đấy là giảm nó giảm lượng yếu tố Wollgemutrang. Các cái tỷ lệ yếu tố Wollgemutrang hoạt antigen và hoạt tính và yếu tố 8 thì bình thường. Nhưng mà nó có sự tăng sự thanh thải cái nồng độ yếu tố Wollgemutrang. Như vậy là với cái tiếp 1C này thì là giảm số lượng là do nó tăng thanh thải cái yếu tố Wollgemutrang. Thế cái yếu tố 2A cái tiếp 2A thì nó cũng là giảm hoạt tính yếu tiếp 2 thì nó vẫn là cái giảm chất lượng đấy. Thế nhưng mà đây là cái giảm cái hoạt tính 2A là giảm hoạt tính yếu tố Wollgemutrang phụ thuộc tiểu cầu và không có multimer. Thế còn 2M là giảm hoạt tính phụ thuộc tiểu cầu và có multimer như vậy 2A khác với 2M là giảm hoạt tính phụ thuộc tiểu cầu và có và không có multimer. Thế còn 2N nó là giảm gắn Wollgemutrang với yếu tố 8. 2B là tăng gắn với yếu tố với cái GP1B alpha của cái receptor của tiểu cầu. Và khi mà cái yếu tố Wollgemutrang mà nó hay gắn với nó tăng cái ái tính với lại cái receptor này của tiểu cầu ấy, thì nó sẽ làm cho cái tiểu cầu nó bị vón cục và nó thường nó gây giảm tiểu cầu. Và những trường hợp như này lưu ý là tình trạng 2B thì nếu mà chúng ta dùng desmopressin là một cái chất là tăng cái giải phóng yếu tố Wollgemutrang ở trong cái kho dự trữ thì nó sẽ gây giảm tiểu cầu và làm cho bệnh nhân càng chảy máu càng tăng lên. Thế cái tiếp 3 thì vẫn là không có hoặc gần như không có yếu tố Wollgemutrang. Bên cạnh đây nữa nó có phân ra một cái nữa là cái Wollgemutrang tiếp tiểu cầu. Đấy. Tiếp tiểu cầu nó là một khiếm khuyết chức năng của cái GP1B alpha tiểu cầu dẫn đến liên kết quá mức của tiểu cầu và Wollgemutrang và giảm tiểu cầu sau đấy là nó mất multimer trọng lượng phân tử cao. Rồi đây nữa là nó cũng đề cập đến cái Wollgemutrang mắc phải. Nó là do giảm yếu tố tam. Do tác động của lực cơ học. Đấy. Cái này nó sẽ gặp ở trong ví dụ như trong các cái bệnh lý hẹp eo động mạch chủ này hoặc là những bệnh lý là khối u lympho hoặc là Waldenstrom nó hấp thụ các cái Wollgemutrang lên cái bề mặt khối u nó cũng làm cho giảm làm yếu tố Wollgemutrang mắc phải hoặc là hình thành các chất ức chế miễn dịch giống như hemophilia mắc phải. Như vậy Wollgemutrang mắc phải nó có thể là do là tác động bị cắt yếu tố Wollgemutrang do tác động của cái lực cơ học này hoặc là do bị hấp phụ này hoặc là do bị ức chế không sản sinh ra được. Thế thì ở đây người ta đưa ra một cái sơ đồ làm thế nào để chẩn đoán được là các cái bệnh lý như vậy nó có nhiều tiếp như vậy. Thế thì làm thế nào để chẩn đoán được các cái bước như thế nào? Thế thì ở đây trong cái hướng dẫn mới thì người ta sẽ đưa ra một cái phác đồ, một cái sơ đồ của mọi người sẽ theo dõi. Ở đây là thứ nhất là nếu mà một cái bệnh nhân Wollgemutrang nghi ngờ này, người ta sẽ sử dụng là một cái bộ câu hỏi sàng lọc. Đấy. BAT là viết tắt của Bleeding Assessment Tool, là một cái bộ câu hỏi sàng lọc. Nếu mà bệnh nhân mà có bất thường, nếu có bất thường chảy máu mà có trong đấy qua cái bộ sàng lọc này thì biết được là bệnh nhân là có bất thường hay không. Thế thì người ta có bất thường chảy máu hay không thì lúc đấy là người ta sẽ làm xét nghiệm. Đấy. Người ta xét nghiệm công thức máu này, PT rồi APTT hoặc nếu như mà có thêm được cả fibrinogen hoặc TT nếu có. Thì sau đấy khi thấy bất thường người ta sẽ làm thêm các cái xét nghiệm để hoạt tính yếu tố Wollgemutrang rồi hoạt tính các cái định lượng yếu tố 8 yếu tố Wollgemutrang và hoạt tính và phụ thuộc tiểu cầu là cái đánh giá về mặt chất lượng của tiểu cầu đấy. Rồi định lượng yếu tố 8C. Nếu như mà cái nồng độ yếu tố Wollgemutrang trên 50% thì loại trừ không phải là Wollgemutrang. Còn nếu như với cái nồng độ là 30-50%, nếu mà thì người ta cũng nếu như mà có chảy máu thì là chẩn đoán là hemophilia là Wollgemutrang. Nếu mà không có chảy máu thì người ta cũng cân nhắc là có thể là không phải là Wollgemutrang. Thế còn với những trường hợp là dưới 30%, nồng độ dưới 30% thế thì là bị Wollgemutrang rồi.
lúc đấy người ta sẽ tính cái tỷ lệ của các cái hoạt tính yếu tố von Willebrand với cái yếu tố antigen này, nếu nếu lớn hơn 0,7 thế thì tiếp một là cái giảm mức độ nhẹ thôi, thế thì người ta sẽ làm BDAVP, nó là một cái gọi là hormone thủy sâu tiến yên ấy, nó sẽ giúp cho cái, nó có một cái tác dụng là nó làm tăng cái nồng độ yếu tố von Willebrand ở cái kho dự trữ lên. Thế thì một số những trường hợp bệnh nhân người ta sẽ tăng cái nồng độ này lên, thế thì người ta sẽ chưa truyền truyền cái von Willebrand, truyền desmopressin là DBAVP này cho bệnh nhân, thì người ta sẽ sau khi truyền xong người ta sẽ định lượng lại yếu tố von Willebrand ở cái thời điểm 1 tiếng và thời điểm 4 tiếng. Thì nếu như mà người ta thấy rằng là sau 4 tiếng sau ở cái thời điểm 4 tiếng mà cái nồng độ của cái yếu tố von Willebrand mà nó giảm trên 20% so với lại thời điểm 4 tiếng ở 1 tiếng, thì người ta cho rằng đây cái trường hợp này là một cái trường hợp mà do tăng thanh thải yếu tố von, và người ta cho rằng là một cái bệnh bệnh lý ở tip 1C. Đấy, bệnh lý ở tip 1C. Thế còn những cái trường hợp mà nếu như mà cái tỷ lệ yếu tố 8 hoạt tính trên yếu tố 8 antigen mà nhỏ hơn 0,7 thì người ta nghi ngờ là ở tip 2. Đấy, nghi ngờ tip 2 thì sau đấy thì khi mà tip 2 thì người ta sẽ làm cái gắn với collagen, thế thì nó sẽ ra hoặc là multimer nữa thì nó sẽ ra rằng là tip 2A hoặc 2B, sau đấy người ta làm xét nghiệm gen để xác định xem là 2A hay B. Đây cái làm cái multimer là nó cũng sẽ ra phân biệt được là 2A hay là 2M nữa ở chỗ này. Thế còn lại nữa là một số những cái trường hợp nếu như một cái bệnh nhân mà nghi ngờ mà không có làm cái xét nghiệm mà đánh giá cái bảng câu hỏi ấy mà nó có âm tính, nghĩa là không có triệu chứng bất thường, thì thông thường người ta sẽ loại trừ von Willebrand. Thế nhưng mà có một số những trường hợp ví dụ như là nam giới hoặc là trẻ em hoặc là những thành viên mà có quan hệ trực hệ với người von Willebrand, thậm chí mà khi làm sàng lọc với cái bộ câu hỏi này mà âm tính thì vẫn cứ phải làm xét nghiệm, bởi vì là có thể là vẫn có. Vì cái bộ câu hỏi này thì nó đặc thù, người ta được xây dựng đặc thù dành cho phụ nữ và phụ nữ và ở cái tuổi sinh đẻ, cho nên rằng là với những cái trường hợp nam giới hoặc là phụ nữ với lại trẻ em thì cái xét nghiệm mà các cái bộ câu hỏi này nó không có nhạy để mà sàng lọc các trường hợp đấy, nếu chúng ta nghi ngờ chúng ta vẫn phải làm đấy. Còn ở đây nữa thì nếu như mà khi mà làm cái đặc tính, khi mà định lượng yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand thì người ta thấy là cái nồng độ yếu tố 8 bình thường ấy nó phải tương đương với cái nồng độ yếu tố von Willebrand, nhưng mà nếu yếu tố 8 nó nhỏ hơn yếu tố von Willebrand thì người ta cần phải làm xét nghiệm gen rồi làm thêm cả cái định lượng ở cả cái khả năng gắn yếu tố 8 với yếu tố von Willebrand để xem là có phải là tip 2N hay không. Thế thì các cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở đây ấy, nó là các cái mục mà nó có liên quan đến các cái khuyến cáo của Liên đoàn Hemophilia Thế giới cho những cái trong cái ca này mới. Đây là vậy, là cái phần này là nó có những hướng dẫn này. Đấy, như vậy chúng tôi sẽ tiếp theo chúng ta sẽ đi từng cái hướng dẫn một. Về trong cái phần chẩn đoán thì phần chẩn đoán thì đề cập đến là 6 vấn đề, có sự cải tiến trong 6 vấn đề. Thứ nhất là cái việc sử dụng bộ công cụ đánh giá này. Thứ hai là xét nghiệm đánh giá khả năng gắn tiểu cầu của yếu tố von Willebrand. Thứ ba là nồng độ yếu tố von Willebrand bình thường với tuổi. Thứ tư là chẩn đoán tip 1, thứ hai là một thứ năm là 1C, thứ ba là tip 2. Mọi người sẽ thấy ở đây là nó có một cái phần, một cái sơ đồ này nữa. Nồng độ yếu tố 8 bình thường theo tuổi. Ở đây nó có một cái mục rằng là ở bệnh nhân, sau đấy thì chúng ta cần phải xem lại chẩn đoán là ở cái khuyến nghị số 4 thì chúng tôi sẽ đề cập tiếp. Tại sao là đến đây rồi xong rồi là lại còn phải xem lại chỗ này, là tại vì là tôi đã nói luôn là tại vì là bệnh nhân von Willebrand ấy thì có một số những trường hợp trước đây được chẩn đoán là von Willebrand rồi, nhưng sau này thì khi nồng độ yếu tố khi càng lớn tuổi thì cái nồng độ yếu tố trong máu yếu tố von Willebrand nó lại về trở về bình thường. Thế thì cái xét nghiệm này thì người ta bảo vậy thì có bỏ đi cái chẩn đoán ban đầu hay không, thế thì thực ra mà nói là cái bệnh nhân chẩn đoán ban đầu thì vẫn có, nhưng bây giờ thì người ta không, giả sử trước đây người ta còn trẻ người ta bị von Willebrand tiếp 1 nhưng bây giờ người ta không còn là von Willebrand tiếp 1 nữa. Đấy là những cái là câu hỏi mà cho những cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong tiếp cận lâm sàng. Phần thứ nhất là chúng tôi đề cập đến cái công cụ đánh giá chảy máu, nó là Breathing Assessment Tool, với tắt nó là chữ BAT.
Thì bây giờ một cái câu hỏi đấy là đối với bệnh nhân nghi ngờ mắc vô viêm răng thì có nên sử dụng cái bộ câu hỏi này không? Thế thì và đối với bệnh nhân đặc biệt là nam giới và trẻ em nghi ngờ thì nếu như mà có điểm chảy máu âm tính, nghĩa là làm xét nghiệm với cái bộ câu hỏi này bình thường thì có cần làm xét nghiệm không? Thế thì người ta khuyến nghị rằng là đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp ấy, thì nên sử dụng bộ công cụ sàng lọc để xác định có cần làm xét nghiệm hay không. Thế và lưu ý rằng là cái bộ công cụ này đã ưu tiên sử dụng cho nhóm phụ nữ người lớn và các cái xét nghiệm mà sàng lọc máu thì bao gồm yếu tố 8 antigen này và tính yếu tố 8 phụ thuộc tiểu cầu như là các xét nghiệm rồi hoặc tính yếu tố vô viêm phụ thuộc tiểu cầu và yếu tố 8. Đấy. Thế còn với những bệnh nhân có nguy cơ trung bình thì không nên dựa vào cái bảng sàng lọc câu hỏi để quyết định có xét nghiệm hay không. Còn đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao thì ngay cả khi sàng lọc thì chúng ta vẫn cần phải làm xét nghiệm âm tính thì chúng ta phải làm xét nghiệm. Thì những người nguy cơ cao là những người là ví dụ như là những người ở nằm trong cái quan hệ trực hệ với bệnh nhân ở trong gia đình của bệnh nhân ấy, thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm. Vậy thì cái bộ sàng lọc đấy nó cũng có những cái gì? Bộ cái câu hỏi sàng lọc đấy là nó có nhiều đánh giá là nhiều các cái món chảy máu khác nhau bao gồm từ chảy máu răng miệng này rồi xuất huyết dưới da này rồi chảy máu từ cái vết thương nhỏ này rồi chảy máu miệng như thế nào. Người ta sẽ đánh giá tùy từng các cái mức độ một, người ta sẽ cho điểm từ 0 đến 4. Ví dụ như là ở cái chảy máu, ví dụ như là ở một cái chảy máu ở dưới da đây thì không là không có triệu chứng này, nếu mà được một điểm, nếu như mà có 5 hoặc là trên 5 các cái xuất huyết dưới da với đường kính trên 1 cm là ở những cái nơi mà chúng ta ở mà những nơi mà chúng ta phát hiện được này. Rồi nếu mà điểm 2 là chúng làm bệnh nhân là phải đi tư vấn đi khám bác sĩ. Điểm là 3 nếu như mà nó có chảy máu nhiều, và điểm thứ 4 rằng là nó có tụ máu mà cần phải truyền máu chẳng hạn. Đấy, đấy là những cái ví dụ như thế. Thế còn là ví dụ chảy máu trong răng miệng đây, nó cũng sẽ có những các cái điểm khác nhau. Rồi đái máu này, rồi chảy nhổ răng, chảy máu sau nhổ răng, chảy máu sau phẫu thuật, rồi kinh nguyệt này. Đấy. Rồi cơ khớp, rồi hệ thống chảy máu ở trong 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 hệ thống thần kinh trung ương hoặc là những chảy máu khác. Thế thì ở đây người ta đều có cho điểm cả. Và khi mà cho điểm như thế này rồi và tính tất cả các cái điểm như thế, người ta thấy người ta đánh giá là nếu như nam giới có điểm lớn hơn 3 thì là có bất thường chảy máu. Nếu nữ giới lớn hơn 5 và trẻ em nếu mà có lớn điểm lớn hơn 2 thì là đã có bất thường chảy máu rồi. Và cứ có các cái điểm trên số trên như thế này là đã phải làm xét nghiệm để tầm soát xem bệnh nhân có bất thường hay không. Đấy. Thế và các cái xét nghiệm hoặc về về xét nghiệm về hoạt tính phụ thuộc tiểu cầu của von Willebrand. Thế thì người ta có một câu hỏi rằng đối với những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ von Willebrand thì nên xét nghiệm các yếu tố von Willebrand hoạt tính cholestatic cofactor hay là các cái xét nghiệm mới hơn đánh giá cái chức năng và liên kết tiểu cầu. Ví dụ như cái xét nghiệm yếu tố von Willebrand mà với GP1B mà R và M như tôi vừa đề cập đấy. Thế thì cái xét nghiệm nào thì nó sẽ tốt hơn? Thế thì người ta có khuyến nghị rằng là chúng ta sử dụng cái các xét nghiệm mới nó tốt hơn là các cái xét nghiệm yếu tố von Willebrand cofactor mà trước đây chúng ta đang làm. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào cái từng cái labo một, có thể là có các anh chị là có các labo chúng ta chưa triển khai được xét nghiệm thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái xét nghiệm này. Và người ta cũng khuyến cáo là cái xét nghiệm mà hoạt tính yếu tố von Willebrand ấy thì nên được triển khai ở một cái labo mà cần có những cái chuyên gia làm xét nghiệm thì nó sẽ đảm bảo cái chất lượng của cái xét nghiệm đấy. Và bên cạnh đấy thì người ta nhận thấy rằng là trước đây thì với trường hợp trước đây là von Willebrand type 1 nhưng hiện đã có mức von Willebrand bình thường thì vậy chẩn đoán cũ thì có nên được xem xét lại đâu hay là loại bỏ. Như vậy các anh chị thấy là yếu tố von Willebrand nó thay đổi rất nhiều này. Stress nó cũng bị này, chấn thương cũng bị này, tuổi tác cao thì nó cũng bị thay đổi. Và khi mà xu hướng là tuổi càng già thì tuổi càng cao thì yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand càng tăng theo tuổi, đặc biệt là với yếu tố von Willebrand. Thế người ta sẽ cho rằng là nên xem xét lại cái chẩn đoán thay vì loại bỏ ở những bệnh nhân mà trước đây có cái nồng độ yếu tố von Willebrand thấp và bây giờ thì bình thường. Đấy.
Như vậy chúng ta chẩn đoán trước kia của chúng ta không sai, mà chỉ có cái là bệnh nhân thay đổi rồi, cho nên là nó đã có cái sự thay đổi thôi. Đấy. Thế còn với cái tiếp một thì trước đây thì chúng ta đã có một cái, nó có những cái câu hỏi rằng là trước đây cái ngưỡng để chúng ta chẩn đoán Volgograng tiếp một là dưới 30% hay là dưới 50%, đấy nên lên giá trị nào. Thế thì bây giờ người ta khuyến cáo đấy là chúng ta sẽ lấy cái ngưỡng là dưới 30% bất kể bệnh nhân có chảy máu hay không. Thế còn nếu như mà với bệnh nhân có bất thường chảy máu thì chúng ta lấy cái ngưỡng là dưới 50% và không cần quan tâm đến cái nhóm máu, bởi vì là các anh chị thấy là bệnh nhân nhóm máu O ấy thì có cái nồng độ yếu tố Volgograng nó thấp hơn, cho nên nhưng nếu như mà bệnh nhân bất kỳ nhóm máu O mà có dưới nồng độ dưới 30% thì vẫn là bệnh nhân Volgograng. Thế còn nếu bệnh nhân nhóm máu O bất kỳ nhóm máu nào mà có nồng độ dưới 50% nhưng mà không có chảy máu thì vẫn chưa khẳng định là Volgograng, nhưng nếu có chảy máu thì là có Volgograng. Và người ta lưu ý là yếu tố Volgograng nó thay đổi, cho nên là cần phải làm xét nghiệm ở cái trạng thái bệnh nhân có cơ bản ổn định, có nghĩa rằng là bệnh nhân không phải được nghỉ ngơi, không bị stress, không bị là quá lo lắng và phải làm ít nhất 2 lần. Rồi cái tip 1C nữa. Tip 1C thì nó chiếm khoảng tầm 10 đến 20% cái số trường hợp. Nó do là một cái đột biến của cái yếu tố Volgograng trong cái thể Weyden palace của tế bào nội mạc. Nếu mà cái thường thường cái tỷ lệ yếu tố Volgograng polypeptide với lại cái antigen ấy, nó tương đương với 1:1. Thế nhưng nếu như mà nó tăng thanh thải yếu tố Volgograng thì cái tỷ lệ antigen thì cái tỷ lệ nó sẽ tăng. Và cái thường yếu tố Volgograng antigen sau 4 giờ sẽ giảm trên 30% sau 1 giờ. Bởi vì vậy người ta sẽ phải làm cái định lượng yếu tố Volgograng sau khi truyền desmopressin trước và sau khi tiêm sau 1 giờ và sau 4 giờ. Đấy. Thì người ta thấy rằng là cái nên sử dụng cái test xét nghiệm desmo sau khi sử dụng desmopressin hơn là sử dụng cái tỷ lệ cái yếu tố Volgograng polypeptide trên bệnh nhân antigen. Đấy. Ta sẽ sử dụng sẽ tốt hơn. À, tiếp theo đấy là tiếp đến là cái Volgograng tiếp 2. Thế thì trước đây thì nó sẽ có một cái câu hỏi rằng là vậy cái tỷ số giữa cái hoạt tính của yếu tố Volgograng phụ thuộc tiểu cầu với lại Volgograng antigen dưới 0,5 hay là 0,7 là ngưỡng chẩn đoán. Và hiện nay thì người ta cho rằng là cái ngưỡng 0,7 là cái ngưỡng để nó sẽ chẩn đoán tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng lưu ý là một vài bệnh nhân thì có cái tiếp 2 có nồng độ và hoạt tính của cái yếu tố Volgograng này bình thường nhưng mà có tỷ số thấp. Chính vì vậy mà là mình lưu ý rằng là nếu như mà một trường hợp bệnh nhân mà có mặc dù nồng độ mà thấp, nồng độ bình thường nhưng tỷ số thấp thì chúng ta vẫn phải nghi ngờ bệnh nhân là có là Volgograng tiếp 2. Một cái tiếp theo nữa đấy là cái trường hợp mà nên mà làm vậy là về cái phần gọi là multi-men ạ. Như vậy rằng là người ta lưu ý rằng là nên phân tích cái multi-men, đó là cái đánh giá là cái khả năng trùng hợp của yếu tố Volgograng và cái xét nghiệm là yếu tố Volgograng gắn với khả năng gắn của Volgograng với lại collagen. Và cái để mà chẩn đoán tiếp 2 thì người ta cho rằng là nên phân tích cả cái multi-men và cả cái khả năng gắn của yếu tố Volgograng này. Và người ta cũng thấy rằng là không phải là cái xét nghiệm nào thì phòng xét nghiệm nào cũng có thể làm được tất cả các cái xét nghiệm này. Thế thì người tại sao lại phải phân tích cái tiếp 2A, 2B, 2M để làm gì? Bởi vì rằng là cái tiếp 2A, 2B, 2M này có giá trị tiên lượng trong tiên lượng và tư vấn di truyền. Thế bệnh nhân thì tiếp 2 thì nặng hơn tiếp 1. Nhưng mà cái tiếp 2B thì nó là nặng hơn là tiếp 2A và 2M. Và lưu ý là cái tiếp 2B này thì là không được sử dụng desmopressin, cho nên là chúng ta phải cần phải nắm được để mà chỉ định thuốc cho bệnh nhân cho nó phù hợp. Thế một cái nữa rằng là trong cái tiếp 2 thì là nó có hai cái để mà có thể phân biệt, đấy là cái xét nghiệm gen và cái xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu với cái liều thấp. Thế thì người ta cho khuyến cáo rằng là cái xét nghiệm gen thì có giá trị hơn trong cái phân biệt tiếp 2A và tiếp 2B. Đây là cái sơ đồ để mà chẩn đoán phân biệt tiếp 2A và tiếp 2B. Như vậy là khi mà nghi ngờ tiếp 2 là chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm gen.
Sau đấy là nếu như mà không thấy tổn thương của cái type 2B thì lúc đấy là chúng ta làm ngưng tập tiểu cầu, chúng ta sẽ phát hiện ra được là bệnh nhân là type 2A. Đấy, nếu mà có cái tổn thương gen thì nó là cái type. Với cái type 2N thì người ta thấy rằng là chúng ta cần phải sử dụng cái xét nghiệm là gắn yếu tố 8, đã đánh giá khả năng gắn yếu tố 8 với lại yếu tố von Willebrand để mà chẩn đoán ra. Đấy là cái phần mà chẩn đoán. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được những các cái mục mà chúng ta đã đề cập ở trong cái phần sơ đồ chẩn đoán đấy rồi. Thế thì bây giờ tiếp theo đến cái phần gọi là điều trị. Thì điều trị người ta đề cập đến 6 vấn đề về dự phòng, thử nghiệm desmopressin, điều trị chống tắc mạch, phẫu thuật lớn và nhỏ. Rồi trong quá trình phụ khoa, những bệnh nhân cường kinh và rong kinh xử lý thế nào, cũng như là bệnh nhân sản khoa mà cần phải gây tê tủy sống và kiểm soát sau đẻ thì ra làm sao. Thế thì khuyến cáo thứ nhất đấy là người ta khuyến cáo cần phải dự phòng đối với tất cả các cái bệnh nhân mà bệnh nhân von Willebrand có cái biểu hiện là biểu hiện chảy máu nặng đấy. Thế thì có hai cái loại mà chúng ta có thể sử dụng, đấy là yếu tố von Willebrand cô đặc có nguồn gốc huyết tương. Hiện nay chúng ta có ba cái loại. Thực ra ở đây trong cái hướng dẫn người ta chỉ ghi có ba loại thôi, thế nhưng thực ra ở Việt Nam thì có thêm loại nữa, chúng tôi sẽ đề cập sau. Nhất là nó có ba loại. Thứ nhất là nó có phức hợp yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand cô đặc có nguồn gốc huyết tương, thì nó chứa cả yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand cô đặc. Tiêm tĩnh mạch và liều thông thường là người ta sẽ sử dụng là khoảng 8 40 đến 80 đơn vị yếu tố von Willebrand hoạt tính trên 1 kg. Thế một cái nữa đấy là cái yếu tố von Willebrand cô đặc có nguồn gốc huyết tương thì nó chỉ có yếu tố von Willebrand cô đặc đơn thuần thôi, cũng tiêm tĩnh mạch với cái liều tương tự, và nếu trong trường hợp sử dụng cấp cứu thì nó có thể phải bổ sung yếu tố 8 nếu nồng độ yếu tố 8 mức độ nền của bệnh nhân bị thấp. Như vậy lưu ý là cái phức hợp bên bên trên là phức hợp cả 8 cả von Willebrand cô đặc nguồn gốc huyết tương. Cái thứ hai là yếu tố chỉ có yếu tố von Willebrand cô đặc đơn thuần. Thế còn tiếp theo thứ ba nữa nó là cái tái tổ hợp. Đấy. Thì tái tổ hợp này thì nó cũng sẽ phải sử dụng, nếu trong trường hợp cấp cứu mà có nồng độ yếu tố 8 thấp thì cũng phải bổ sung cả yếu tố 8 nữa. Thế còn lại nữa thì khi mà sử dụng các cái chế phẩm mà có cả yếu tố 8, yếu tố von Willebrand thì các anh chị em phải hết sức lưu ý, bởi vì là nếu như cái nồng độ yếu tố 8 này của chúng ta nó quá cao thì khi mà chúng ta bổ sung liên tục là nó có thể làm cho nồng độ yếu tố 8 rất là cao, và vì vậy nó có nguy cơ gây ra tắc mạch. Đây, một cái nữa là về cái việc thử nghiệm desmopressin. Thế thì bệnh nhân von Willebrand như vậy là trừ cái type 2N là type 2 là chống chỉ định, đặc biệt là type 2B là chống chỉ định tuyệt đối. Thì cái type 1 thì chúng ta sẽ sử dụng desmopressin là cái chế phẩm gọi là có kích thích giải phóng von Willebrand ở ở ở cái nguồn dự trữ ra. Thế tuy nhiên thì cái sự đáp ứng của von Willebrand này là nó tùy thuộc từng bệnh nhân một. Có những bệnh nhân có đáp ứng, có những bệnh nhân thì không. Chính vì vậy người ta sẽ phải làm cái xét nghiệm test là người ta sẽ truyền desmopressin, người ta sẽ định lượng trước và sau khi tiêm. Nếu sau khi tiêm 1 tiếng mà người ta thấy nồng độ yếu tố von Willebrand nó tăng lên thì người ta sẽ sử dụng desmopressin. Còn nếu mà không tăng thì lúc đấy người ta sẽ phải truyền các cái yếu tố von Willebrand cô đặc hoặc là tái tổ hợp đấy. Tôi vừa nãy tôi chưa nói đến một cái chế phẩm nữa là tủ lạnh. Tủ lạnh có cả 8 cả von Willebrand đấy, hoặc nếu mà anh chị không có tủ lạnh thì anh chị có thể sử dụng với từng tư đông lạnh, nhưng rõ ràng là các cái chế phẩm này nó không thể bằng các cái yếu tố cô đặc của chúng ta được. Như vậy là người ta khuyến cáo rằng là tất cả các trường hợp mà có dùng desmopressin thì nên đều phải thử desmopressin này, và cái đáp ứng của desmopressin nó sẽ giảm đi sau vài ba ngày. Vì vậy là sau khoảng 3 đến 5 ngày là chúng ta sẽ phải 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 kiểm tra lại xem còn đáp ứng hay không. Thế còn lưu ý là desmopressin đây nó sẽ không dùng cho type 3 và 2B. Đấy. Và đối với trường hợp bệnh nhân phẫu thuật ở các vị trí quan trọng thì không được điều trị duy nhất với desmopressin, vì nó rất là nguy cơ. Nếu như trường hợp bệnh nhân mà đáp ứng không tăng lên không đủ ấy, thì nó sẽ làm cho phẫu thuật của chúng ta không an toàn. Rồi sẽ không dùng cho những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim mạch hoặc trẻ dưới 2 tuổi hoặc là bệnh nhân 1C, type 1C và phẫu thuật. Thế desmopressin có thể sử dụng cho bệnh nhân có thai, hoặc là những bệnh nhân mà có thai mà bị đái tháo đường thì cũng dùng được, nhưng không được dùng cho bệnh nhân có tiền sản giật hoặc bệnh nhân có tim mạch, bệnh tim mạch. Và khi mà sử dụng desmopressin này thì cần phải hạn chế dịch vào do nguy cơ hạn nát ri, và cái lượng dịch vào nó phải dưới 1,5 lít trong 24 giờ.
Một cái phần tiếp theo nữa là cái điều trị chống huyết khối, thì những cái người bệnh mà vô huyết răng đấy thì về sau này có thể là sẽ phải có những mắc cái bệnh lý tim mạch mà cần phải sử dụng thuốc tế nhân tập tiểu cầu và cái thuốc chống huyết khối. Thế thì người ta cũng gợi ý rằng là người ta sẽ phải đánh giá, nghĩa là vẫn phải phải điều trị, thế nhưng mà phải đánh giá trên từng cá thể một đấy, đánh giá trên từng cá thể một, trên từng cái nguy cơ chảy máu cũng như là tắc mạch trên từng bệnh nhân. Những cái trường hợp bệnh nhân phẫu thuật lớn thì cái nồng độ khuyến cáo thì người ta cho rằng là thứ nhất là cái nồng độ yếu tố von Willebrand nó phải yếu tố 8, nó phải trên 50% ít nhất 3 ngày sau khi mà phẫu thuật. Đấy. Thế còn sau đấy thì là ít nhất 3 ngày, và người ta nhận thấy rằng là nó căn cứ vào các cái thời gian duy trì nồng độ đạt, thì tùy thuộc vào loại phẫu thuật, tiền sử chảy máu và các cái xét nghiệm đo yếu tố 8 và yếu tố von Willebrand mà hiện nay chúng ta đang có. Rồi những phẫu thuật nhỏ thì chúng ta cũng phải duy trì cái nồng độ trên 0,5, trên 50% đấy. Trên 50% và kết hợp với cả thangsamin, hơn là chỉ có kết hợp với cả thangsamin hơn là chỉ có tăng cái nồng độ yếu tố von Willebrand và hoặc là desmopressin hoặc là factor con yếu tố 8 tái tổ hợp thôi. Như vậy là cái thangsamin nó rất là quan trọng trong cái trường hợp này. Bên cạnh đấy thì những trường hợp bệnh nhân có rong kinh, vậy câu hỏi rằng là bệnh nhân rong kinh, bệnh nhân ở nữ giới mà có rong kinh hoặc cường kinh thì có dùng thangsamin hoặc là điều trị hormone hay là desmopressin không? Thế thì người ta khuyến cáo là thangsamin, desmopressin và cái điều trị hormone thì rất là cần thiết với những cái trường hợp bệnh nhân mà có cái rong kinh và cường kinh và nên sử dụng. Đấy. Là nên sử dụng cái, và cái người ta nhấn mạnh rằng là nên sử dụng thangsamin hơn là dùng desmopressin cho bệnh nhân Willebrand có cường kinh. Đấy. Thế còn trong cái trường hợp gây tê tủy sống, thế thì gây tê tủy sống thì mà bệnh nhân mổ đẻ mà gây tê tủy sống thì cái nồng độ là từ 0,5 nên đạt là từ 0,5 đến 1,5, nghĩa là từ 50% đến 150% hay là trên 150%. Thế người ta cho rằng là cái ngưỡng mà cần đạt là nên là khuyến cáo là từ 0,5 đến trên 150 đến 150 thôi, chứ còn trên mà 150% thì nó sẽ là nguy cơ gây tắc mạch. Rồi sau đẻ thì như thế nào? Bệnh nhân von Willebrand thì có nên sử dụng thangsamin sau đẻ không? Thế thì người ta đang gợi ý rằng là nên dùng. Đấy. Và cái thangsamin thì nên dùng, nó có thể là đường tĩnh mạch hoặc là đường 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 uống với cái liều khoảng tầm 1.000 đến 1.300 mg, 25 mg trên 1 kg cân nặng 3 lần một ngày. Thế thì bên cạnh đấy thì ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì chúng tôi cũng đã có triển khai được một số các cái xét nghiệm. Triển khai được một số xét nghiệm thì trong đấy thì có yếu tố von Willebrand và yếu tố cả antigen và cả hoạt tính. Đấy. Và cả hoạt tính. Thế thì yếu tố von Willebrand mà chúng tôi đang làm thì có cái antigen ấy thì có giá là 458.000 một cái xét nghiệm đấy. Để chờ cho một tí, tôi xin lỗi lên đây. Hiện nay chúng tôi làm được cái yếu tố kháng nguyên antigen đấy. Nguyên lý là miễn dịch là đo độ đục và sử dụng hạt latex phủ kháng thể đặc hiệu với phân tử von Willebrand factor, và cái giá là 458.000 một xét nghiệm. Thế còn cái hoạt tính yếu tố von Willebrand thì chúng tôi làm được cái hoạt tính gắn GP1b tiểu cầu với cái nguyên lý là nguyên lý miễn dịch đo độ đục và sử dụng hạt latex phủ kháng thể đặc hiệu vị trí gắn GP1b trên phân tử von Willebrand factor, và cái danh pháp chúng tôi sử dụng đấy là von Willebrand factor antibody với giá là 400 của yếu tố von Willebrand với cái nguyên lý là miễn dịch hóa phát quang và giá dự kiến là 1,5 triệu cho một xét nghiệm, và cái danh mục kỹ thuật này thì đang chờ Bộ Y tế phê duyệt. Chúng tôi cũng đã làm được định lượng hoạt tính yếu tố 8 bằng phương pháp một thì này, rồi cái ngưng tập tiểu cầu với histocytin bằng phương pháp quang học với sử dụng nồng độ thấp là cái RiTa đấy để mà chẩn đoán von Willebrand. Tuy nhiên thì không phải rằng là không, cái này tôi chỉ nói thôi chứ không 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 xem màn hình nữa. Thế thì như vậy rằng là chúng ta sẽ có một số cái xét nghiệm thôi chứ không chưa phải đầy đủ để làm phân biệt các cái
típ của von Willebrand. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta, tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta sẽ có được thêm trong thời gian tới, sẽ có thêm các cái xét nghiệm khác để mà chúng ta thêm các xét nghiệm cao cấp hơn nữa để mà chúng ta có thể là chẩn đoán được tốt hơn các cái bệnh lý này. Báo cáo của tôi đến đây là hết ạ. Và xin chân thành cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Mọi người hết sức lưu ý các bệnh nhân mà bị von Willebrand ấy, thì là có những trường hợp bệnh nhân họ chỉ có một triệu chứng duy nhất, đấy là rong kinh và cường kinh thôi. Cho nên rằng là các anh chị phải lưu ý là những gặp khi gặp các cái trường hợp như vậy là chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân làm xét nghiệm, chứ đừng để bỏ lỡ. Người ta thấy rằng là có đến 40% các cái bệnh lý ở các cái những cái người mà có bệnh lý rong kinh ấy, trong số những người bị rong kinh có 40% là bị bệnh lý bất thường chức năng tiểu cầu cũng như là rối loạn chảy máu như kiểu von Willebrand. Cho nên là chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều bệnh nhân ở trong cái nhóm đấy. Anh chị có anh chị nào hỏi không ạ? Em hỏi chút là em có một bệnh nhân này đã được chẩn đoán tại viện huyết học nhưng mà cũng không rõ típ. Thì hiện tại thì bệnh nhân có nhu cầu điều trị ở tỉnh mà không có nhu cầu ra ngoài tuyến trung ương để điều trị. Trong khi đó thì ở chỗ tuyến nhà em thì cũng không thể định lượng được được chẩn đoán ở Hà Nội rồi nhưng mà bây giờ không ra, không muốn điều trị ở địa phương. Thế thì em muốn hỏi cái gì? Dạ, em muốn hỏi là bây giờ bên trên bệnh nhân nữ thì điều trị tốt nhất cho bệnh nhân thì mình điều trị những cái gì không? Thực ra đấy là bệnh nhân nữ hay là bệnh nhân nam? Nam ạ. Bệnh nhân nam thì bệnh nhân hay chảy máu ở đâu? Hay là chảy máu ở xuất huyết ngoài da thôi cô ạ, hoặc là chảy máu liên mạc. Thường thì bệnh nhân Willebrand thì họ hay chảy máu mũi, hay chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa này rồi đi tiểu ra máu, nhưng mà hay gặp nhất thì là với nam giới thì hay là chảy máu mũi và chảy máu chân răng thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải lưu ý cho họ là cái việc họ phải vệ sinh răng miệng thật tốt để đảm bảo cho người ta không có bị viêm nhiễm tại chỗ. Thứ hai nữa là vệ sinh răng miệng này, khám nha sĩ định kỳ để mà phát hiện sớm này. Rồi cái chảy máu mũi, cái thời tiết hanh khô thì là bệnh nhân phải yêu cầu bệnh nhân phải nhỏ thuốc, nhỏ nước muối để mà làm ẩm cái niêm mạc. Thế còn là hướng dẫn cho bệnh nhân các cách xử lý mà ta ở nhà khi bệnh nhân có bị chảy máu ở các cái vị trí đấy, chườm đá như thế nào, băng ép như thế nào, mũi thì cũng phải chườm đá nếu như mình bị bệnh nhân bị chảy máu. Thế còn lại nữa, và cái thang samin là nó rất là tốt trong những trường hợp bệnh nhân mà có chảy máu ở niêm mạc. Các anh chị thậm chí nhiều khi không cần phải truyền tủa mà nó cũng có thể là cầm được chảy máu rồi. Một cái nữa là nếu mà nữ giới thì các anh chị hết sức lưu ý là bệnh nhân sẽ có cái rong kinh và có cái chảy máu, khi mà chảy máu nang trứng trong cái quá trình rụng trứng thì các anh chị phải, một là cho bệnh nhân kết hợp thêm thang samin này, thứ hai nữa là dùng hormone liệu pháp để làm sao để cho hormone nó sẽ là thuốc tránh thai, nó sẽ giúp cho các estrogen hoặc progesterone, nó sẽ làm cho ức chế phong đoạn, nó sẽ bớt cái chuyện là nó rụng trứng này. Cái thứ hai nữa là làm cho cái nồng độ yếu tố máu nó tăng lên, nó sẽ giúp cho bệnh nhân bớt chảy máu. Đấy. Thế còn nữa là khi bệnh nhân mà rong kinh như thế thì nó dễ bị thiếu máu thiếu sắt, là mình phải bổ sung cho đầy đủ vào. Có ai hỏi gì không? Cô, em thấy trong cái phác đồ của hemophilia thì có cái sử dụng solumedrone, thì không biết là trong cái mình sử dụng solumedrone trong trường hợp nào, mà trong trường hợp nào cô, trong trường hợp là có viêm khớp hay là chỉ là trong trường hợp là xuất huyết khớp cô? Nghĩa là em hỏi là dùng solumedrone trong hemophilia. Dạ. Thực ra ấy, corticoid trong cái việc điều trị hemophilia thì thường nó chỉ là một hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh nhân mà khi mà đã có cầm chảy máu rồi mà bệnh nhân vẫn còn có viêm khớp, thì chúng tôi chỉ sử dụng một cái liều ngắn thôi, trong vòng dưới 10 ngày và với cái liều thấp, liều nhỏ để giúp cho bệnh nhân nó sẽ giảm cái phản ứng viêm tại chỗ thôi, chứ không lạm dụng nhiều. Khi mà bệnh nhân đã rồi, chúng tôi sẽ với những trường hợp bệnh nhân vẫn còn sưng mà chúng tôi xác định không còn chảy máu nữa, nhưng là bệnh nhân vẫn còn đau nhiều thì chúng tôi sưng nhiều, chúng tôi cho một liều
đều thấp thôi. Đấy, khoảng tầm 2 viên 16 mg, như bệnh nhân người lớn khoảng 2 viên 16 mg, trong vòng khoảng mấy ngày sau đấy thì giảm dần, trong vòng 5 đến 7 ngày thì được giảm. Alo. Cô xin hỏi vậy. Vào những trường hợp mà thiếu yếu tố 8 yếu tố 9 ấy, thì khi mà can thiệp phẫu thuật ấy, thì cái nồng độ yếu tố 8 yếu tố 9 thì đạt ngưỡng bao nhiêu thì có thể can thiệp được ạ? Cái đấy thì nó tùy vào cái em phẫu thuật gì. Ví dụ như em phẫu thuật não chẳng hạn thì em phải tầm 80 đến 100, 60 đến 80. Thường thì chúng tôi đặt một cái liều mà phẫu thuật lớn thì chúng tôi đạt khoảng tầm 80, 60 đến 80%. Thế còn phẫu thuật nhỏ thì khoảng tầm 50 đến 70%. Đấy, thế còn lại nữa thì các em lưu ý là với cái khoảng thời gian đấy thì những cái ngày đầu thì thông đa số là với những trường hợp phẫu thuật thì ngày đầu chúng tôi là phải làm ngày với hemophilia là ngày phải 2 mũi, ngày phải 2 liều cách nhau 12 giờ. Thế còn sau đấy thì là chúng ta sẽ giảm liều dần với cái bệnh nhân khi mà vết thương nó bắt đầu miền miệng rồi, cái nguy cơ chảy máu nó thấp rồi thì chúng ta có thể là giảm liều xuống. Thế còn những cái ngày sau đấy thì từ ngày thứ 7 trở đi thì khoảng tầm chúng tôi duy trì khoảng tầm 20% là được rồi. Báo cáo của tôi đến đây là hết ạ. Và xin chân thành cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Mọi thắc mắc về bài giảng, mời anh chị liên hệ với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hẹn gặp lại các anh chị ở những bài giảng sau.